Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay 16 tháng 12, bộ phận không khí lạnh mạnh ở phía Bắc bắt đầu ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Đây được dự báo là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Trung Du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 15 đến 18 độ. Cảnh báo hiện tượng rét đậm, rét hại ở Bắc và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài sau ngày 20 tháng 12. Trong khi đó, ngày mai 17 tháng 12, thời tiết các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, Nam Bộ và Tây Nguyên trời nắng. Cơ quan khí tượng lưu ý, thời tiết hanh nắng cuối năm ở Nam Bộ có thể gây nguy cơ cháy nổ, nhất là các chợ khi lượng hàng hóa tích trữ để bán dịp cuối năm tăng cao. Về thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm các vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vịnh Bắc Bộ cao từ 2 đến 4 mét, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông, gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 1 đến 3 mét. Sau đây là dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Hà Nội mưa vài nơi, gần sáng và sáng mai có mưa, mưa rào rải rác, gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 3, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ C. Phía Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau mưa vài nơi, gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Ngày 16 tháng 12, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế phía Bắc đêm mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi, từ chiều 16 tháng 12 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Từ chiều 16 tháng 12, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16 đến 19 độ C, phía Nam từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24 đến 26 độ C, phía Nam 26 đến 29 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, phía Nam gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Tây Nguyên đêm mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh sáng và chiều nhiều mây, không mưa, ban ngày nhiệt độ vẫn ở mức cao và gia tăng thêm nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!